chào quý vị và các bạn. Xin chào toàn thể các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Ngày hôm nay thì em Nam sẽ lên sóng để test một sản phẩm lên đường gửi cho một vị khách hàng của em Nam tới từ thành phố Ninh Bình. Đó, một con Lake LM26. Ngày hôm trước thì em Nam cũng đã giới thiệu cấu hình này với các bác trên kết hợp với lại con lắp 10.000 quy ở đây, đến hạn năm 2020. Và hát trên chính bộ mic Sennheiser SKM5200 đầu receiver khủng nhất hiện nay, đó là 3732 hai đa mã và tay là SKM5200 đầu củ to MD5235. Với hệ thống này thì em Nam phối ghép với lại một cặp loa vô cùng xinh xắn, đó là SRX712M full công nghệ từ Neo, combo đồng bộ đi kèm đó là SRX718. Ngày hôm nay thì trước khi bàn giao sản phẩm Lake LM26 thì em Nam cũng sẽ test một ca khúc trên chính hệ thống này. Sẽ mời các bác cùng đeo tai phone vào thẩm chất âm hệ thống này cùng với em Nam nhé. Và sau đây em Nam xin gửi tới toàn thể tất cả bác một ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng để test con Lake LM26 kết hợp với lại con Laplupen FP10000Q đến năm 2020 với lại hệ thống loa JBL ở đây. Mời các bác cùng đeo tai phone để thẩm với em Nam. Tìm mãi trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều rạng rang. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có vài đêm qua thức trắng để gấp con tim nằm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang đến là quả cô dâu, giờ mai kia sương phải hoa úa ao nhỏ. Anh đợi em, anh trọn ngát nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng ngài quên tim không khóa cửa. Để cho mưa nắng đã hỏi thăm nên vào trộm đi ký ức trăm năm. Nghe em đi theo cơn mưa ngô, bầy chim lạc gái khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt dầu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mưa rơi bao chiếc lá vàng. Nếu có biết ở nơi nào không có lá nào trông như lá diêu bông. Hơi diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Em Nam đang test một ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng hát trên chính tay mic Sennheiser SKM5200 đầu receiver M3732 hai đa mã với đầu mic củ to cao cấp bậc nhất hiện nay của Sen, đó là MD5235. Và tiện thể đây em Nam test một con Lake LM26 trước khi gửi đi thành phố Ninh Bình. Qua thức trắng để gấp con tim nằm hai ngăn,
ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến nằm qua cô sâu, giờ mai kia sương phải hoa ứa ao nhỏ. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng ngài quên tim không hoa ngựa, để cho mưa đất ta hỏi thắp nén vào chồm đi kê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngô, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhỏ, ai đông ai đêm hết ba giọt sầu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mưa rơi bao chiếc lá vàng, nếu có biết nơi nơi nào không có lá nào trông như lá diêu bông. Hơi diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng nay quên tim không khóa cửa, để cho mưa lần ta hỏi thắm nén vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngô, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhỏ, ai đông ai đêm hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mưa rơi bao chiếc lá vàng, nếu có biết nơi nơi nào không có lá lạc trông như lá diêu bông. Hơi diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Vì mai người ta đã đi lấy rồi. Đó là ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Em đang test trên hệ thống loa JBL kết hợp với lại combo của nhà Lab Ruben. Đó là một con Lex NM26 và một con Lab Ruben FP10000Q dòng 4 kênh đánh nguyên cho hệ thống dàn này. Con này thì date năm 2020 rất là cao. Đến với em Nam thì những hàng sái nước này thì các bác tiết kiệm một khoản tiền rất là lớn, và hát trên chính tay SKM5200. Và bây giờ em đang xin phép kết thúc video ở đây. Và các bác quan tâm tới những sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em Nam sẽ ghi ở trên bài. Và đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng cao về phục vụ cho toàn thể bác trong thời gian sắp tới nhé. Và các bác quan tâm tới những sản phẩm và có những câu hỏi gì thì hãy comment ở bên dưới, em Nam sẽ giải đáp cho các bác. Và các bác cần nhu cầu setup hệ thống âm thanh cũng liên hệ em Nam sẽ tư vấn cho các bác nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.